Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài từ sự hồi sinh hay sự sống lại. Sự hồi sinh có nghĩa là gì? Sự trỗi dậy trở lại trong cuộc sống, hoạt động hoặc làm nổi bật sự quan tâm trở lại. Làm thế nào để bạn sử dụng sự hồi sinh trong một câu? Jane hy vọng vào sự hồi sinh trong năng lượng của mình sau khi cô chợp mắt. Có lẽ đó là sự hồi sinh sau quá trình huấn luyện linh mục bị lãng quên của mình, nhưng đây là lần đầu tiên hư quỳ minh mẫn hơn. Jane: Bọn trẻ thực sự hy vọng rằng chúng sẽ không thấy sự hồi sinh trong căn bệnh của cha chúng. Sự trỗi dậy mô tả như thế nào? Sự hồi sinh mô tả sự tái diễn của một hành vi được củng cố trước đó sau sự tuyệt chủng của hành vi thay thế củng cố sau đó. Ví dụ, một hành vi có vấn đề như than vãn được sử dụng để khiến trẻ đẹp tiếp cận với thứ gì đó ưa thích, chẳng hạn như kẹo. Sự hồi sinh trong tôn giáo là gì? Sự trỗi dậy của tôn giáo đồng thời là sự trở lại của tôn giáo đối với chính trị toàn cầu cũng như lý thuyết quan hệ quốc tế. Trong khi một số thách thức lý thuyết nảy sinh, cơ hội cũng mở ra. Vì vậy, một khái niệm phê phán hoặc tự nhận thức về tôn giáo là cần thiết để các học giả hiểu được sự hồi sinh của tôn giáo. Sự hồi sinh tôn giáo có nghĩa là gì? Sự trỗi dậy của tôn giáo đồng thời là sự trở lại của tôn giáo đối với chính trị toàn cầu cũng như lý thuyết quan hệ quốc tế. Trong khi một số thách thức lý thuyết nảy sinh, cơ hội cũng mở ra. Đạo trong lời nói hàng ngày tùy thuộc vào thế tục cho ý nghĩa của nó. Mục đích của tôn giáo trong xã hội ngày nay là gì? Với cách tiếp cận này, Durkheim đề xuất rằng tôn giáo có ba chức năng chính trong xã hội. Nó cung cấp sự liên kết xã hội để giúp duy trì sự đoàn kết xã hội thông qua các nghi lễ và niềm tin chung. Kiểm soát xã hội để thực hiện các chuẩn mực và đạo đức dựa trên tôn giáo để giúp sự duy trì sự phù hợp và kiểm soát trong xã hội. Tôn giáo ảnh hưởng đến xã hội như thế nào? Thực hành tôn giáo thúc đẩy hạnh phúc của cá nhân, gia đình và cộng đồng. Thờ tôn giáo cũng dẫn đến giảm tỷ lệ lạm dụng gia đình, tội phạm, lạm dụng chất kích thích và nghiện ngập. Ngoài ra, thực hành tôn giáo có thể làm tăng sức khỏe thể chất và tinh thần, tuổi thọ và trình độ học vấn. Điều gì xảy ra một cuộc phục hưng nhà thờ? Sự phục hưng xảy ra khi dân sự của Đức Chúa Trời được chuẩn bị. Nó xảy ra khi chúng ta sẵn sàng cho nó với trái tim dịu dàng và tinh thần khiêm tốn. Chúng ta không thể tổ chức các cuộc phục hưng rộng khắp mọi nơi. Đó là công việc của Chúa. Sự hồi sinh thường bắt đầu với những người bị kết tội sâu sắc và khóc lóc thú tội và ăn năn về tội lỗi của họ. Định nghĩa trong Kinh Thánh về sự phục hưng là gì? Thức tỉnh trong một nhà thờ hoặc cộng đồng, quan tâm đến các vấn đề liên quan đến tôn giáo cá nhân, một dịch vụ truyền giáo hoặc một loạt các dịch vụ nhằm mục đích tạo ra sự thức tỉnh tôn giáo, tổ chức một cuộc phục hưng. Ý nghĩa của sự phục hưng là gì? Sự phục hưng được coi là sự phục hồi của chính nhà thờ về mối quan hệ thiết yếu và nhiệt thành với Đức Chúa Trời sau một thời gian đạo đức sa sút. Những cuộc cải đạo hàng loạt của những người ngoại đạo thường có những tác động tích cực về mặt đạo đức. Chủ nghĩa phục hưng có phải là một tôn giáo không? Chủ nghĩa phục hưng nói chung, lòng nhiệt thành tôn giáo được đổi mới trong một nhóm, nhà thờ hoặc cộng đồng cơ đốc giáo, nhưng chủ yếu là một phong trào trong một số nhà thờ tin lành nhằm hồi sinh nhiệt huyết, tinh thần của các thành viên của họ và thu hút những tín đồ mới. Sự phục hưng có phải là một khái niệm trong Kinh Thánh không? Sự phục hưng không tìm thấy trong Tân Ước. Cả Chúa Giêsu, Phaolô hay bất kỳ người viết Kinh Thánh nào khác đều không khuyến khích lời cầu nguyện cho sự phục hưng.
Phục hưng là một từ phát triển trong lịch sử của giáo hội, không phải trong nguồn gốc của giáo hội. Sự khác biệt giữa hồi sinh và phục hưng là gì? Sự khác biệt giữa hồi sinh và phục hưng. Sự hồi sinh là hành động nào để phục hồi hoặc tình trạng của bị hồi sinh trong khi trỗi dậy là một thể hiện của một cái gì đó hoàn hành trở lại, một sự đổi mới của sức sống hoặc sức sống. Triết lý phục hồi là gì? Nhấn mạnh về tiềm năng của tất cả các cá nhân về phục hồi sau tác động đầy thách thức của bệnh tâm thần, là một hệ thống chăm sóc theo định hướng phục hồi hướng đến người tiêu dùng, lấy gia đình hỗ trợ làm trung tâm, khuyến khích sự độc lập, hòa nhập và vai trò hữu ích trong cộng đồng cho mỗi cá nhân. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.